Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mấy em sẽ nấu một cái nồi cháo nấm các bạn ơi, cháo cá các bạn ơi. Nhưng mà ở nhà mình xem rất vui vẻ nha. Đây là cái chiến lợi phẩm của mấy em sau những cái buổi mà bắt cá. Đây cá này, thành quả của mấy em mà câu của bắt cá này các bạn trong clip trước. Anh em sẽ nấu cháo các bạn ơi, cá mập mập không. Cho nấm nhúng vú à? Cho nấm gom. Chưa các bạn xem cái nồi cháo của tội nấu nha các bạn. Quá, cái lóc bự bự không ha. Hết biết luôn cái lóc rồi. Đây cái phần cá của tỏi bằng xong các bạn ơi, để nó cháo nha, nhiều quá ăn như đóng hết đâu, mặn đi câu lương mà toàn cá lóc luôn. Câu lương mà thọ hang mới ghê. Kỳ cục. Đây giờ cá đã được thả vô nha các bạn ơi, cá đồng. Cá này bắt ngoài đồng nha các bạn. Nồi cháo mình chán trời ơi, giờ cái này mặn lắm luôn á. Cá không rồi. Cái này ở tập trước thì mấy anh em cũng làm hết một mớ mà cá nướng rồi đó nha các bạn, đến với ba chai thuốc sâu luôn các bạn. Toàn chuyện rồi cá lóc, chút xíu nấm gom vô nữa hoàn thiện được nha các bạn. Ăn cháo quay hai chào các bạn nha. Giờ mấy anh em bổ để sung thêm cái vitamin N, vitamin nấm. Mấy anh em sẽ gọt nấm nha các bạn. Ông Vũ mà nhậu sao thấy còn nằm cháo nấm này bát cháy luôn nha các bạn. Nấm này nấm mót nha. Đây cái phần nấm gom đã được rửa sạch lọc xong cho các bạn ơi. Bỏ cái phần chân nấm đó. Giờ mấy anh em sẽ sơ chế đủ thứ cho nha. Tỏi sắc này ra. Đây nói chung là nhà nhóc bao la. Nấm cũng ở nhà luôn á, nhà của anh Học, công ty nấm. Đây để cho mà cái phần nấm này nó bớt độc á các bạn, thì mình sẽ luộc sơ, bỏ tí muối vô các bạn ơi. Tại nãy mấy anh em cũng uống nước sâu rồi, khỏi cần thuốc nữa. Trăm sơ. Ừ. Mạnh quá. Cho nó sơ sơ cho nó ra và cái chất độc chứ các bạn ơi. Nấm giờ ta xịt thuốc sâu với nó. Chủ yếu mình về phải sơ chế lại mới ăn được. Kỹ. Mịt mù sương khói các bạn ơi. Củ tỏi đã đổ và bỏ cái nước kia đó các bạn. Rồi, giờ củ tỏi sẽ cho vào nồi trong này. Đấy, ngọt lắm nha các bạn ơi. Vô. Cháo qua nấm rồi tới không chị? Dạ dạ. Nước lọc ở đâu nha? Nước lọc đó, cái nồi nước lọc đó. Nước mưa thùng rồi. Quá Học ơi. Nhìn tới tới nãy luôn. Và cái gì ra một cái. Đây, giờ xô cửa xăng xong vào hẻm các bạn. Đó. Anh em vào đội. Rồi nãy nào cảm chuyện thì nhờ bên nhà con đi qua kêu à. Trời ơi. Đó, thịt cá nó trắng tươi. Không có phải cho lên tiếp nữa đâu. Không, phải không? Con đuổi cá mà. Đó. Sao đây? Không biết mà uống mà dữ lắm rồi. Chén gì vô bụng? Chén nha. Ừ. To mẹ ơi. Đây bây giờ mấy anh em sẽ cùng nhau thưởng thức nồi cháo các bạn ơi, để coi củ tỏi nấu ngon như thế nào. Quá khờ. Giờ mới là hấp dẫn rồi đó. Anh chờ kêu em bắt lương. Nghe nói là mới lên mới lên. Bữa nay mấy anh em đi câu lương đó các bạn. Clip rồi câu lương, câu lương và cái kết được nồi cháo cá. Hôm nay đi mời câu lương ghê lắm. Mắc lưỡi gì tùm lum hết. Tao những giây phút lận thục ở ngoài đồng thì mấy anh em cũng được nồi cháo nhiều gì nè. Đi khổ công đi chén lắm. Rồi cái bên để xưa. Xin chào cả nhà nha. Những cái giây phút chế biến đã xong. Giờ tới giây phút thưởng thức này các bạn.
mấy khúc này mới phê. Lúc đó sẽ gấp cá ra. À, nãy mấy anh em mò ngoài đồng á các bạn. Thôi cua thua quá hay. Cái này cá anh em đi đi câu luôn một cái kết. Chết mấy cá thịt hoàng. Thôi, chết luôn luôn. Cua thua của đổi quá dữ. Lượt chúng ta tới luôn cá thành câu câu lương thành cá với những con mắt me tay đó nãy đậu lắm ta bự vậy để có con nó cá nhất đó ở vô cá nhất đó trên 300 gram hai cá lên tới đồng đi nữa hai hội phanh 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 cá dồ trời cá đồng nguyên chắc nè anh cá đồng chín rồi chín rồi lớn rồi như thậm chí ăn cá mà mập không hả? Mấy uống luôn hả? Cá gã mà. Thôi ôi. Cá này uống không hả? Sết luôn. Còn nữa kìa thôi. Quá cá chuối ở vậy thế này các bạn. Cá chuối. Cá chuối. Ủa chết hai cạn luôn á. Nó lấy giọt giọt. Trời ơi ghê. Mày thiếu thầy chùa rồi. Thầy chùa hả? Rồi hết rồi giờ. Nhưng không có thầy chùa may mắn nha. Hết rồi. Nó còn to nghe còn to. Trời ơi sót trời. Cá này chuối sao các bạn ơi. Anh Thái đi hồng hả? Rồi. Mời anh em thượng tọa. Rồi anh sâu đâu rồi? Anh kêu gì anh cháu? Sâu sâu sâu. Sâu anh lắm. Tới rồi. Nè. Dạ cá. Cá đồng. Nguyên chắc. Chính hãng luôn. Đây mời cả nhà cùng thưởng thức cháo cá lóc với mấy anh em qua màn nhỏ nha. Tổng kìa, hấp chuối kìa. Hấp, hấp chuối hộp. Ăn mút kìa. Củ tỏi không dám ăn nhiều ta, ăn có hai cái nấm rồi trời. Mút đi. Ăn rau không? Ngu hả? Ngu quá. Nửa chén trong rồi, dễ húp. Nhiều đấy. Vậy hấp nóng quá hấp nóng quá nó hấp nó nổi rồi này con gà bỏ vô nó tới anh chị ha ăn đi gà. Em à, em múc trước đi ăn rau hả ăn trước đi múc trước đi chứ đi rồi nếu hồi nóng không đó, thì đó để hồi sợ nguội á ừ chứ múc vô chén rồi đó bỏ lên nay nãy cũng còn no các bạn nãy uống hết chai chai nước ngoài nhờ. Ngoài ruộng rồi giờ còn no nãy uống hết chai nước ngoài ruộng còn no ra sao em không? Ăn gì chưa lên á ngọt ngọt không? Cũng quá ngọt bắt đầu cá thay đầu cũng nào lấy cỡ đó mà không ngọt cả nhà nha quá ngon cả nhà ơi này chào các bạn nha hôm nay thì cái clip này thì cũng như là nói liền với cái clip trước thì mấy anh em đi mò cá rồi nướng cá ngoài ruộng luôn dài quá mà mình cắt ra đây phần sau cũng là phần cuối rồi cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bữa nay mấy anh em uống chút sâu hơi nhiều, biết xong clip này biết sao nữa. Mày mới ăn nước quá ba lần quất ba chai. Mày dám sao mày đâu uống nước đâu? Quên đem mà không đem giá đâu lấy kem bán béo. Béo. Vậy mà bán được nhiêu cá là hay rồi đó. Ừ. Nghĩ cần con sáu con bảy không mà nghĩ không thể nào. Hỏi kem đỉnh không? Không à. À. Đi chút xíu ngoài đồng và cái kết một nồi chà bá. Tôi tỏi nghe chà bá bắt cỡ rồi. Đó. Thôi, bữa nay có ai bè ở chứ. Mát ha. Sướng nhất rồi ngồi tới cò tai bắt bắt cái này lên đây bắt cái này lên đây em hỏi tai quá tầm hai cái hai ba cái ngồi ở trời ơi vậy mà không nghĩ ra được trời vậy mà không ra không nghĩ ra được cá lên lắm mà về miền Tây nói chung thì cá mắm không có thiếu đâu các bạn ơi quê mình cá rất dễ nha chủ yếu là mình chịu khó đi bắt chút xíu à chút xíu là gì đó mà có ăn
Bữa nay xém chút nữa cũng xong luôn rồi. Câu lương. Bỏ nghề anh em ơi. Bỏ nghề. Nó nói chơi chưa đâu, dễ gì. Để nó đi. Bữa nào anh em tỉnh ngộ hết đi rồi mới ấy. Phải đi giao lưu nhẹ nhẹ. Hôm nay tâm chưa có tới. Mắc lừa mình nghĩ đến cá không? Ừ. Cá đồng ăn thịt tới ngọt. Sao em Linh? Thịt cá rất ngọt và dai. Dai luôn hả? Bỏ vô tàn liền luôn. Bỏ vô tàn tiền luôn. Nóng có bị bỡ. Đó này hai cần độ mà kêu đi câu lịch câu lươn. Cần mà đò cần móc sáng cuốc không mà câu lươn sẽ được. Tính nhận cần nhỏ chút gì mà ngon đi mình cho bán này món chết. Trời ơi, hổm đi cái kênh kia mình đi ngược chiều rồi. Kênh kia cạn quá chích hay chắc vậy quá, cạn quá nó chích hết. Cạn dễ bắt. Hang thì đẹp mà không có cá. Đi không như này nè, gần là không có nó sợ, nó không dám tới. Chắc chết rồi chứ chỗ đó là hang nhóc luôn bộ, hang ngon, hang không ruộng không à. Hoặc là nó lên ruộng thôi, tại mấy ruộng khúc mình kia nước thôi mà. Cá rô mà ngò cũng không có. Kinh đó mình kiếm dễ lắm mà không thấy con nào này. Bữa nào phải đi dọn dọn mấy đường khác ấy, kiếm mấy đường mới ha, đi khai thác chỗ khác. Nó nói chứ cái khu mình đỡ mấy khu khác xịt dữ dằn luôn á, nào nấy nhà một càng không mà lúc này nó quần quá. Đi mò hết đi, mò cái nhà công an à, dòng xã rồi. Xã hả? À. Đâu tổng rồi. Cháu rồi. Cháu nè. Em mặn đi cá. Ừ, không mặn nó đi cá lắm nè. Từ từ nó biết mùi. Đâu vậy, đá banh hả? Ghê trời. Câu. Nay đi câu cá không? Ừ. Tương lai. Tương lai dính đồng. Tương lai cá mũ không? Trời các bạn ơi, ăn người ăn người quay thứ gì chưa nổi bữa rồi. Dựng cái nào làm góc quay đi. Dựng như nói mà dựng. Miếng chừng quá. Cái miếng chừng. Tại vì làm recommend gì cho khổ không? Ăn tặng con thường ngon ha. À, mốt là lấy cái kia vẫn được nha, quên cũng gài quên á. Có cái cũng có cái đồ chổi gì nữa nè. Cái đó. Để lên cái ghế nữa bắt lên là quất được. Chổi hôm nay ho hoài vậy. Bị trúng thuốc sâu rồi. Đẹp. Trúng thuốc sâu rồi, chắc đẹp xúc ruột quá. Mình tính không ăn chạy. Đứng trên gió nghe của tỏi ơi. Chiều không rồi. Tỏi đứng trên gió. Thôi sao mà té hơi luôn. Hai thầy trò đi có ai không? Có ai đâu, ba người đó. Chuyện tình tay ba đi ít người thì cá nhóc. Đi đồng quá quất không thiệt luôn. Nguyên đội làm cho ha không có gì à, đi câu gầu luôn, vừa nắng vừa mệt mà có một cái câu không có con gì ăn cái nó cũng khó. Mà lương nhiều lắm á. Quy đội cũng làm lớn bộ, tại không có cá, cái đường không có cá thôi. Ừ. Đó, đi sao vậy, không có. Cho nên để mình bữa nè, nhóc. Cũng chết hết. Kinh cũng khô cũng gục xuống. Chết đã gặp mới lộ dám chết hay. Đã, mà em nãy giờ bao nhiêu rồi các bạn. Nhà ông là sao hè, nhà ông là công an đấy. Công an một lần. Thế rồi, nhờ công an nó mới còn. Tạm biệt báo, không nhớ thiệt không đâu. Con nào bắt cá lại nhà công an quá. Ngon. Sao nhậu? Để
quá. Cá mà gặp nấm rơm nữa thì còn gì bằng nữa các bạn. Hai xin chào cả nhà nha. À, sau một cái buổi mệt nhọc ăn cháo là mệt, các bạn thở ngồi thở không? À, bây giờ mấy anh em ngồi sợ chết rồi các bạn, nào quá rồi cháo của tỏi làm quá xa. À, còn nửa nồi, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha, rồi làm năm sáu chén cũng vừa rồi, ha. Ừ. À, giờ bye bye cả nhà, hẹn lại cả nhà trên kênh Ngã Năm TV cho những clip mới nha, clip này nhẹ nhẹ nha cả nhà. Bye bye cả nhà.